Nhiều đổi mới, sáng tạo thần tốc mở đường. Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã lập nên kỳ tích về thời gian chuẩn bị đầu tư. Nhiều dự án khác đều được triển khai rất nhanh, khởi công chỉ sau khoảng 1 năm kể từ lúc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Nếu trước đây, văn phòng điều hành chỉ đơn thuần là giám sát, báo cáo, thì bây giờ có quyền quyết định nhiều vấn đề như phê duyệt kế hoạch thi công, các hạng mục điều chỉnh, phát sinh trong tổng mức đầu tư, ký nghiệm thu và trình thủ tục giải ngân. Chức năng này gần tương đương với một ban quản lý dự án ở thời điểm Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư dự án. Khối lượng công việc nhiều, tiến độ gấp rút, cách thức thi công cũng buộc phải thay đổi. Từ thực hiện theo trình tự, xong toàn bộ nền mới để lớp móng mặt sang thi công cuốn chiếu, nên xong đến đâu làm móng mặt ngay từ đó. Đổi mới về cách làm, trên cơ sở tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội ban hành loạt cơ chế đặc thù, cho phép chỉ định thầu, giao mỏ vật liệu cho nhà thầu khai thác trực tiếp phục vụ công trình quốc gia, đặc biệt là triển khai song song các thủ tục. Nhờ đó, cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã lập nên kỳ tích về thời gian chuẩn bị đầu tư. Chỉ sau khoảng 11 tháng, các dự án thành phần đã hoàn thiện thủ tục để khởi công. Các dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu đều được triển khai rất nhanh, khởi công chỉ sau khoảng 1 năm kể từ lúc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Hiện nay, vẫn có tình trạng dự án được phê duyệt, địa phương mới đi xác định vị trí tái định cư, lập dự án đầu tư, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu xây dựng. Vì thế, cần có cơ chế đột phá để các địa phương có kinh phí bố trí khu tái định cư có sẵn.